tập trung vào những việc dọn dẹp với ấy cho sạch sẽ đây. Chuẩn bị đón các bác. 1 giờ chiều phải lùa về rồi. Ôi, nhìn mấy con bò con chạy hay à. Ui giời, chạy kìa. Mấy con bò con đâu? Đi ăn. Đúng là lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu. Mấy con bò này to này, con bê này. Mấy con bê nhỏ. Mưa rồi, ghê lắm. Ui giời, thẹo bốc cái này. Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại channel Quang Linh Vlog, cuộc sống của châu Phi. Đấy, hôm nay bắt đầu từ hôm nay trang trại anh em mình cho tất cả anh em dọn dẹp vệ sinh, tổng vệ sinh mọi người ạ. Tới đây là có đoàn công tác của bên bộ quốc phòng ấy. Đoàn công tác bên bộ quốc phòng sẽ sang thăm Quang Linh Farm, tổng vệ sinh hay là sạch sẽ của cỏ, khâu chuẩn bị khâu để đón tiếp chuẩn bị bộ quốc phòng sang thăm anh em trong team. Đây anh Hầu cho trồng trồng rau, trồng cây màu, làm cỏ. Đây trồng cái gì đấy anh Hầu? Đây là cơ sở này. Cá. Cá. Cá ướm lên. Hay là trồng cái đấy vào, trồng cái xà lách vào. Dưa không lên này. Dưa mà lên bé tí. Có nó nhiều quá. Có cái xanh xanh với con bò. Không thể cuộc đấy. Cái này cho làm đất đi mà. Mà trồng cái này, cái hộp này chắc trồng nhiều đấy. Trồng cái gì đấy? Dưa, dưa hấu. Dưa hấu à? Dưa hấu mà lên đi. Cái bò lăn đào, đi bên là bò lăn đào đang lên. Đấy xong thế này là anh cho làm cỏ dưới chỗ củ đầu về đấy nhá. Củ đầu ấy. Cỏ mọc nhanh thật. Rồi xong thế này đã. Cứng đi. Cỏ bên này cỏ mọc nhanh. Mới xong nó mọc. Cái vùng đất này là vẫn cỏ nhiều nhất. Lấy sai làm cỏ không? Làm ở đấy, trong trường làm dưới đó, lấy này thì làm đây. Dưới đây trong cái gì anh? Cuộc đất ấy. Còn đâu luôn dễ. Lên luống à? Ôi, nấu cái gì đây? Mày anh ấy nấu khoai hay nấu cái gì? Sao là cỏ cục? Cái lá này lá gì anh? Lá bầu à? Lá bầu, lá bí gì? Đầy này cho nó. Lá cái cục này. Nấu bầu. Bầu à? Ê, xì kê. Pipino. Bố bà đã đào quá. Bố bà đã đào quá nè. Bầu, bầu kêu bí bí nô. Bầu kêu bí bí nô. Bên này đâu có bầu đâu đúng không anh? Bầu của họ. Bầu của họ, cũng có giống anh. Đợi cái nào từ đó lên. Cái này không cho mấy cây xuống anh. Cây. Cái đó. Đây. Ở đấy à? Đấy hẹp quá. Hẹp quá. Ui. Đấy cái bầu của ấy đây. Nhưng mà hạt giống của mình chứ anh. Không có họ luôn, bên này có giống bầu anh. Đây anh em mình định trồng ngô nhưng mà giờ thôi để trồng cái rau màu mọi người ạ. Đây không trồng ngô nữa. Giờ lên luống để thế này trồng đậu bắp nhỉ? Ông mấy anh là bảo ngoài đấy bán nhiêu? Ngoài chợ á? Ngoài lâu giá bán nhiêu? Em ra ngoài chỗ cây giống mà cái hỏi mà không có. Cái giống đậu là lên nhanh hơn đấy đúng không? Ờ. Mấy giống đậu thấy trồng lên đây thì lên nhanh.
Đợt này nó nhiều việc đấy. Nhiều việc ạ. Cỏ mì ở đâu thì chưa phủ phí xong. Cỏ mì chưa, cỏ khoai chưa. Cỏ lấy tiếp thì nó chẳng mắc. Cỏ lên nhanh lắm các bạn. Cỏ lên mình làm không kịp được. Bên sáng nay chưa mưa là cỏ nó lên chứ. Cỏ lên chuối đấy mà còn làm chưa kịp này. Trồng cây mà lên nhanh như cỏ thì ngon nhỉ. Không cần phân cho gì hết, cứ mưa phát là lên đúng được như cỏ thì thôi. Phân cho gì đâu. Ở dưới đây đất mình nhé. Đó... trong ngô à? Trong ngô cho nó lấy này anh đấy. À. Trong mấy hàng. Sắp tới có khách ghé thăm nên là phải tập trung hết nhân lực để làm việc hết công suất. Đây ngô lên đẹp này. Ôi. Ngô trong thế này. Đây ngô, ngô hay cỏ? Ngô chứ. À bắp ngô đây xuống. Bắp ngô ai làm rơi quên không nhặt. Không nhớ mọc hết luôn. Này bắp ngô này ông nào để rơi đây xong ít nữa mới mọc lên đấy. Vừa trong ngố đấy, vừa bè ngố chủ trông thì không lên mà chủ rơi xuống thì lại mọc. Ác thật. Cái bữa nào cho làm cỏ thì gốc mía xong cái gốc ngô kia anh họ cho tập vào một gốc ít, gốc ít đây đó bữa mới đến mùa nặng là tập cụ xong rồi tập với dây gốc luôn. Bữa nào chắc phải làm mướng ấy. Mồi dày một cái mương nhỏ xuống để những con cho nước vào ấy. Ăn tính đầu mương ở đây nữa đâu. Giờ đến bị chất rành nước chảy. Thì đây nó đã một cái mương cho nó xấu đi giờ như chất rành. Máy tách hạt sáng rồi. Nhưng đã ở luôn đã. Chắc phải sáng đầu tuần. Anh em mình đóng cái máy tách hạt ngô công suất lớn nó sáng rồi các bạn. Giờ đợi vận chuyển từ Luanda về tỉnh nhá, về dưới anh em bọn mình nhá. Chắc tầm chủ nhật là anh em mình sẽ đi trở về và lắp ráp. Thứ hai, thứ ba là bắt đầu những cái lứa ngô sau này là sẽ thu hoạch trực tiếp ở ngoài vườn này, tách hạt luôn. Đấy, ngô này, ngô lên kinh khủng này. Rơi bắp xuống này. Rơi phát lên như cỏ luôn. Nên tốt luôn đấy chứ nhỉ? Đấy là có những hạt nó chưa lên được này. Chưa đâm được lên này. Cái này còn kiểu như... là cái cùi của nó thối ra làm phần luôn ấy. Cho nên là lên tốt này. Lên tốt ôm luôn. Nó rơi xuống rồi. Đây, mới ụ lên nó có phần. Phần một đạp phần của cái cùi nó phân hủy ra. Đây thì anh cho căng dây đào hố đấy nhá. Cho căng dây đào hố luôn để mai em cho đi đào chuối đi mua cây giống về trồng. Dạ. Đây những chỗ này trồng thì thôi tốt này. Chỗ này trồng tốt luôn, than này. Ui cái này tốt nhỉ, như mẹ. Tính ra cái cùi ngô đấy hiệu quả ấy nhỉ. Cái nó tốt thật. Có cả mấy trăm cây. Hay mình tỉa là mình trồng được. Cơ mình trồng. Mình tỉa là mình trồng cái này. Như kiểu đi giao mẹ ấy. Cho bò ra đây á. Nó không ăn là chuối à? Bò ăn không kịp với tốc độ cọ mọc luôn. Nói chung mùa này thì nó dễ. Chuẩn bị tầm một tháng rồi thôi à. Sợ nhất là mùa khô ấy. Tháng rồi thôi là không thấy cỏ cho bò ăn luôn. Mấy bữa nữa muốn lấy cỏ cho bò ăn là cũng không có. Nó chết hết. Cái chuối này chắc phải tập thêm phân chuông vào gốc. Tập ít thôi, tập ít nữa là được. Tập nhiều nào cũng không. Tấp nó làm phân này. Đỡ cỏ lên này. Đây cái tấp thế là cỏ nó không lên được ở gốc.
mai mốt nó mục làm phân hữu cơ. Bữa nay anh em những cái việc mà những việc khác dừng lại hết. Đây, tập trung vào những việc dọn dẹp với ấy cho sạch sẽ đây. Chuẩn bị đón các bác. Đón khách. Chuẩn bị đón khách các bác. Khách thăm nhà vậy. Đây bên này thì mình đang có thể làm cái mái ủ phân, cái chỗ ủ phân mọi người ạ. Đợt này phân chuồng nó nhiều quá. Để làm xong giảm hết toàn bộ cái cân tủi lại. Đây, cắt đến đây. Cắt đến đây để mưa là chảy xuống hồn cái đường đi. Đây có thể phải làm thêm một cây đây nữa. Dạ, đây một cây. Hoặc là cho dài ra một tí đi. Không, đây một cây. Xong là cách lên Ninh Nam á. Đây cho cái cho ra ngoài này tí đi. Cho ra ngoài này tí đi. Trời mưa tạt ha. Ừ, mưa tạt vào đấy. Không mưa tạt vào là chảy ra bẩn lắm. Wow, mưa to rồi. Đây việc nhiều quá, mấy anh em làm không kịp. Đấy mà cái cây chứ đào được cái giúp cây gì to. Có phải đào. Đàn bò chạy mưa kìa các bạn. Chết rồi, mưa. Mưa to ấy, bò phải chạy gấp rồi. Đây mày vừa đang đào cái mưa này toàn bộ. Chạy vào hết. Đào thẳng này cho. Mấy toàn bộ lắm. Mà cái chỗ đấy chắc phải làm cái ống đi qua cái mương to chứ không. Tất cả tập trung về dưới áo nó cũng nhiều nước đấy. Nhiều nước quá. Đây bò với dê chảy mưa rồi các bạn. Rồi. Nặng phết này. Đây Nam đang tập đẩy xe bò. Đẩy xe bò. Đúng đẩy xe bò. Ở ngày xưa ở nhà hay đi chăn bò có cái xe bò hay. Leo lên một con bò nữa. Ra video. Chạy mưa đấy các bạn. Mưa anh em mình chuẩn bị chạy này. Mưa to lắm anh em mình cũng chuẩn bị chạy thôi. Wow. Một giờ chiều rồi phải lùa về đấy. Rồi nhìn mấy con bò con chạy hay rồi. Đây nó mưa kiểu không đúng giờ giấc gì. Mưa giữa trưng thành nhá. Lúc thì 2 giờ mưa, lúc thì 12 giờ thôi. Chết. Bây giờ mưa nhìn thấy chán rồi chứ mọi người, tầm 1 tháng rồi thôi là cầu mưa không được. Ui giời, chạy kìa. Mấy con bò con đâu? Đi ăn. Đúng là lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu rồi. Con bò này to này, con bê này. Mấy con bê nhỏ. Mấy con đi chứ thả đi ăn thịt. Ui giời. Đây, bê uống được xong là vô chuông. Ừ. Phải bỏ cả nước trong chuông nữa chứ. À không, chứ bỏ ngoài thôi. Chứ bỏ ngoài đến khi mình làm cái cuốn viên đây thì phản ứng ra ông được là ra ông được. Ôi giời ơi, mấy con bê ơi. Con này lớn nhanh thật đấy. Mới bữa nào đẻ bây giờ to đồ rồi. Bê. Làm bố vừa này. Không, phải làm là bố to luôn. Để tới làm. Thì chiều về mình thả để chắc tự do thì. Làm lên trên chỗ cái mình ngắn ngắn luôn này. Chạy thẳng ra ngoài. Bởi vì chủ yếu là có cái không gian đấy. Giờ chảy mưa thôi các bạn. Mấy ông này đi ăn chưa no, giờ về đang còn ăn thêm ở đây không là giờ ấm nâng lên gồ khô lắm nâng được. Gồ tưới nâng lên thì khô rút lại đấy. Đi đánh thủ bằng cái ní điểm bộ phận này. Ui giời mưa to lắm. Mưa bao vây anh em mình rồi. Thôi đi vào thôi. Cơn mưa to thật đấy. Cơn mưa ngang qua. Bữa nay ngày nào cũng mưa. À, đợt đi như cuối mùa mưa nhiều. Cho trát cái miếng lọc nước ấy thế ạ. Đây, mái đi nó xiên thoải mái đấy đấy. Đồ dốc cứ thế được rồi. Để cho trát xi măng này. Trát mặt đấy. Kể cả mặt này cũng trát luôn này, đến mình dọn dẹp nó dễ đấy. Cho dọn vệ sinh những cái ôi, hồ đồ vào đấy bao nhiêu. Đây, trát nốt cái những cái mặt này lại này. Đây. Ủa, mưa đến rồi. Thôi chào các bạn nhé, mưa rồi anh em mình chạy rồi. Anh em mình chạy đi. Vâng. Mưa to. Mưa rồi, ghê lắm.
Úi giời, theo dốc thế này. Úi giời. Kính xe lên chưa nhỉ? Phải vào đó. Mưa to lắm rồi. Mưa to cái là mọi người vô đây chú hết rồi. Đang sắc ngô à? Đâu, đậu tương chứ. Cái này là lựa đậu anh. Chắc mình trở về luôn nhỉ? Mua cành này. Nhặt đậu này giống kiểu chuyện tấm cám ấy. Có mình là bỏ cái cây này. Dạ. Bỏ cái cây này. Ôi nặng đấy. Bao này tầm 60 cân mọi người, 5-60 cân. Xảy ra cái hàng này anh. Một bẩn đấy á. Một bẩn đấy gì? Đây. Ở nhà mình là còn cái thú ấy. Chạy cái nó dễ hơn. Đấy. Cái cam bán là mưa quá rồi, nó mới xoay to là mưa. Giờ này thì chỉ... Cái lúc làm mua này thì buổi sáng làm một tí thôi mọi người ạ. Vì thế nên tiến độ công việc như lúc nó trầm là vì thế. Mưa không thể làm được. Thời gian làm việc có lúc một ngày làm được có 2-3 tiếng đấy. Sáng làm tí, giờ 12 giờ trời mưa to. Mưa này phải đến tối. Mưa này nhớ mình lấy kia là nghỉ hơn đấy. Cơn này mưa dài đấy. Mây đen hết rồi. Ok, chào mọi người nhá. Mưa quá rồi. Anh em mình đợi hết mưa là về đó. Trời này làm cỏ thì mai cỏ lên mọc trước. Cỏ mưa này nhanh lên khoảng độ 1 tháng thì nó sẽ lú quá. Nhà mình thì làm một chút. Ok, chào mọi người nhá. Chào các bạn. Gặp lại mọi người lần sau.